杀空间封印的守护下，萧炎、紫炎二人成年体内的陨落心灵再度共鸣，将他指引到一处外界已发生了天翻地覆的变化。出于萧炎轻易化解危机，天山血潭之争。Lúc này, từ trên đài cao, thân hình Tiêu Viêm như tia chớp đã liền lao xuống phía dưới, đánh bay con dao găm từ tay Vương Trần ra xa. Sau đó, thân hình anh ấy cũng liền chắn trước người Lâm Diễm. Thế vậy, cái tên Lâm Diễm ngơ ngác, kể cả những vị tôn giả trên đài cao cũng vậy. Rất nhanh, vừa khi Tiêu Viêm xuất hiện, hơn chục tên cường giả của Phong Lôi Các đã lao ra, bao vây anh ấy và Lâm Diễm ở bên trong. Thế, ở vị trí trung tâm, thanh âm Lôi Tôn Giả vang lên nói, kẻ tới là ai, vì sao quấy nhiễu đại hội tiến hành? Nghe vậy, Tiêu Viêm đáp, quy củ của đại hội, một khi nhận thua thì không thể hạ sát thủ. Nhưng lúc trước, tên kia không thèm để ý đến quy tắc ra tay với người này, các vị không hỏi hắn, tại sao lại hỏi ta? Phía sau, Phương Trần cười mỉa mai nói, một tên phế vật dựa vào vận khí đến được đây mà thôi, ta thích thì lấy mạng, có gì mà không được. Người của Hoàng Tuyên Các xem ra cũng chỉ có vậy, người có thể đi đến hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyên Các mà thôi. Hoàng Tuyên Các chưa đến lượt người bàn luận, người là đệ tử của ai, dạy ra một tên cuồng ngạo như ngươi, hẳn lão sư của ngươi cũng phải có chút bản lĩnh. Đa tạ Hoàng Tuyên Tôn Giả đã quan tâm, ta chỉ luận sự mà thôi. Việc lúc trước, hẳn bốn vị tôn giả ngồi đây đều thấy rồi, chắc các vị đều hiểu ai đúng ai sai. Miệng lưỡi lợi hại, Lôi Tôn Giả, giải quyết nhanh phiền toái nhỏ này đi, đừng để chậm trễ đại hội diễn ra. Nghe thế, Lôi Tôn Giả cười nhẹ, sau đó ông liền hướng về phía Phong Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả nói, hai vị cảm thấy chuyện này nên làm như thế nào? Ta thấy, nên dựa theo quy củ làm việc, bất cứ kẻ nào cũng đều phải phạt nặng. Người này vi phạm lần đầu, phạt 50 lôi trượng rồi đá khỏi Lôi Sơn. Nghe thế, Phong Tôn Giả đáp, ta thấy sai lầm không phải tại hắn, xử phạt lung tung sẽ khiến Lôi Tôn Giả mang tiếng bất công. Bên cạnh, Kiếm Tôn Giả hưởng ứng nói, Phong Tôn Giả nói không sai, ta thấy mỗi bên lùi một bước, cứ để hắn rời đi, đại hội tiếp tục tiến hành, thế nào? Được, ta sẽ cho tiểu tử này một cơ hội, bất kể thắng thua, hắn ta vẫn có thể mang theo bằng hữu bình an rời đi. Nghe thế, Vương Trần đắc ý nói, nếu không dám ứng chiến thì dập đầu ba cái về phía sư phụ ta, nếu không, đừng mong rời khỏi. Phía đối diện, nhìn tên kia kiêu ngạo như vậy, Tiêu Viêm liền chậm rãi bước về phía trước, thanh âm lạnh lùng đáp, đến đây. Thế, trên đài cao, Hoàng Tuyên Tôn Giả nói, Lôi Tôn Giả, ta muốn mượn một chút thời gian của đại hội, được chứ? Được, hy vọng không cần kéo dài quá lâu. Nghe vậy, Hoàng Tuyên Tôn Giả nhìn xuống dưới quát, việc ngươi làm ra, ngươi tự giải quyết đi, nếu không hoàn thành, ngươi hẳn là biết hậu quả thế nào. Lão sư cứ việc yên tâm, kẻ này vũ nhục Hoàng Tuyên Các chúng ta, đệ tử nhất định bắt hắn phải trả cái giá đắt. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi vào trong sân đấu, Lâm Diễm bực tức lẩm bẩm, ngươi dám ra tay với Tiêu Viêm, lão tử liều mạng cũng khiến ngươi phải trả giá. Phía đối diện, Phương Trần liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, lạnh lạnh cười nói, bây giờ nhận thua, sập đầu ba cái, ta có thể cho ngươi lăn khỏi Lôi Sơn. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ, anh ấy không thèm đáp lại. Thế, tên kia tức giận quát, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đắc tội với Hoàng Tuyên Các. Dứt lời, thân hình Vương Trần liền khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, chỉ trong chớp mắt đã quỷ dị hiện ra ở phía sau Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm trọng xích vung lên, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã cùng Vương Trần va chạm tạo nên chấn động mãnh liệt. Sau đó, hai người lại nhanh chóng tách ra, một chiêu Tử Cốt Viên Chủy Vũ cũng liền được Vương Trần thi triển đánh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, trọng xích một lần nữa vung lên, lục hợp du thân xích tạo thành một màn chắn phòng ngự cũng dần hiện ra. Nhìn màn giao thủ hoa mắt giữa sân đấu, xung quanh mọi người cũng phải kinh hãi. Lúc này, khuôn mặt của Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng dần xám xịt lại. Ở bên cạnh, ba vị tôn giả còn lại sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hiển nhiên là mỗi người đều có toan tính và suy nghĩ của mình. Bất chợt, khi thấy Tiêu Viêm mang lục hợp du thân xích bùng nổ từ phòng ngự sang phản công đánh về phía Vương Trần, Kiếm Tôn Giả liền nói, xem ra, người này không đơn giản chút nào, Vương Trần không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, trận đấu còn chưa kết thúc, đừng phỏng đoán lung tung, chỉ biết dọa người mà thôi. Ta thật muốn nhìn xem cuối cùng là ai dọa người. Còn giữa sân đấu, khi ngạnh kháng lại công kích của Tiêu Viêm, thấy trình độ của đối thủ đã tăng lên đấu tông, Vương Trần tức giận. Ngay lập tức, một chiêu Hoàng Tuyền Huyết Quyết thi triển. Nhất thời, trong cơ thể hắn phát ra vô số năng lượng màu đen bao trùm nơi này. Sau đó, cánh tay đen của hắn ầm ầm đánh ra, không gian cũng trực tiếp bị vỡ tung tóe. Thế vậy, Tiêu Viêm chỉ vung trọng xích lên trực tiếp ngạnh kháng. Trong tích tắc, thức ảnh mang theo một luồng hỏa màu nâu xanh quỷ dị cùng cánh tay đen tuyền kia đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng Tiêu Viêm lạnh băng khẽ cong lên, một luồng lưu ly liên tâm hỏa lặng lẽ xuất hiện trên thân thước phát tán ra. Lặng im va chạm mang theo tiếng nổ như sấm rền, năng lượng dao động khổng lồ từ điểm tiếp xúc của hai người như bão lốc quét ra xung quanh. Nháy mắt, thân thể Vương Trần đã bị bắn ngược ra phía sau, trên miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.
Còn Tiêu Viêm, từ trong bóng đen hiện ra, anh ấy lẳng lặng đứng trước toàn trường, ánh mắt liền nhìn về phía đài cao nơi bốn vị tôn giả ngồi đó. Thấy thế, Hoàng Tuyền tôn giả tức giận quát. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi làm cho bổn tôn thật bất ngờ. Tại hạ đã hoàn thành ước định, cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xoay người định cùng Lâm Diễm rời đi thì bất chợt, Phương Trần thanh âm vang lên nói. Không nghĩ tới, ba tháng ngắn ngủi, ngươi đã tiến vào đấu tông. Xem ra, ở trong huyết đàm, được lợi nhiều nhất là ngươi, phải không Tiêu Viêm? Nghe thấy lời này, vô số ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên không thể tin được liền hướng về Tiêu Viêm cước bộ vừa dừng lại ở giữa quảng trường. Nhất thời, những tiếng xì xào vang lên nói. Tiêu Viêm, chính là tên Tiêu Viêm có xích mích với Phong Lôi Các sao? Ở gần đó, bất kể là Đường Ưng, Mộ Thanh Loan hay Phượng Thanh Nhi, bọn họ thấy Tiêu Viêm xuất hiện cũng bất ngờ không kém. Thậm chí, một vài người còn nói Tiêu Viêm thật dại dột. Còn trên đài cao, ánh mắt của Lôi Tôn giả sớm đã tập trung vào Tiêu Viêm. Bất chợt, thanh âm của lão ta vang lên quát. Phí Thiên, tên kia là Tiêu Viêm sao? Nghe vậy, Phí Thiên tiến lên, nhìn Tiêu Viêm hắn quát. Tiểu tử, trên mặt ngươi đang mang cái gì, gỡ bỏ xuống cho ta. Nghe vậy, toàn bộ nơi này liền trở nên im ắng trở lại. Lúc này, tất cả ánh nhìn liền hướng về Tiêu Viêm, còn nam nhân kia đảo mắt một lượt, thấy Lâm Diễm cầm chặt cái rìu trong tay, Tiêu Viêm liền quay lại nhìn thẳng mặt Phí Thiên, nói: "Như thế nào, Phí Thiên các chủ lại muốn ra tay với ta nữa ư?" Dứt lời, Tiêu Viêm liền gỡ mặt nạ xuống, thế nhưng tích tắc sau, Phí Thiên đã lao về phía anh ấy, một chảo mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm để lại tàn ảnh, anh ấy cũng ngay lập tức chạy trốn. Lúc này, một màn đuổi bắt cũng liền xuất hiện giữa sân đấu. Vừa chạy, Tiêu Viêm thanh âm vừa vang lên nói: "Lôi Tôn giả, nếu cảm thấy quả thật tiểu tử có đại cừu với Phong Lôi Các như lời ngươi nói, sao không chính mình động thủ? Lấy thực lực cảnh giới đấu tôn của người, tiểu tử tất nhiên không phải là đối thủ, cần gì phải phiền toái." Nghe vậy, trên đài cao, Phong Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả bật cười nói: "Tiểu tử này cũng rất giảo hoạt." Còn Lôi Tôn giả, ông khẽ nhếch miệng quát: "Không cần trước mặt bổn tôn làm xiếc, bắt giữ ngươi còn không cần đến lượt bản tôn ra tay." Nghe vậy, Tiêu Viêm thân hình vừa chạy lại nói tiếp: "Có bậc tiền bối như bác các chủ ra tay, tất nhiên là không cần Lôi Tôn giả ra tay, dù sao đây cũng là việc hay làm của Phong Lôi Các." Nghe vậy, Phí Thiên chau mày, thân phận của hắn và Tiêu Viêm cũng có chênh lệch rất lớn. Cứ theo tình thế này trên sân, nếu là hắn không ra tay, Lôi Tôn giả phải động thủ, e là rất phiền toái. Nghĩ đến đây, Phí Thiên khẽ động, một cỗ khí thế đáng sợ dị thường cũng là từ trong cơ thể dâng lên, mây đen từ chân trời xa xa cũng là ầm ầm tụ lại. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng hơi trầm lại, cảm nhận nguy hiểm. Bất chợt, Tiêu Viêm nhìn về phía Phong Tôn giả nói: "Phong Tôn giả tiên bối, tiểu tử muốn mời người xem một vật." Nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên đổi câu chuyện sang mình, Phong Tôn giả cũng ngẩn ra, chợt mỉm cười nói: "Tiểu tử, đây là chuyện của ngươi cùng với Phong Lôi Các, hình như không có quan hệ gì với bản tôn." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ cười, từ ngón tay lấy chiếc nhẫn màu đen phong cách cổ xưa của Dược lão, sau đó ném về phía Phong Tôn giả. Thế, Phong Tôn giả liền đỡ lấy, sau đó cầm chiếc nhẫn kia trong tay, ông liền nhắm mắt lại, linh hồn liền tiến vào bên trong. Cũng từ đây, tâm tình ông cũng bắt đầu dao động mãnh liệt. Bất chợt, thanh âm vang lên nói: "Người này, ai cũng không thể động đến hắn." Đến đây thì hết tập 103/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.